Cô Huyền xin chào tất cả các em nha. Cô chào Trần Nhi. Trời ơi, ui cô có mái, có tóc mới xinh quá. Rồi cô cảm ơn Trần Nhi nha. Lời chào đầu tiên đã được khen rồi. Vui quá đi. Cô chào Phạm Bảo, chào Văn Tiến. À Văn Tiến, hôm nay nhìn cô khác khác, khác lắm không Văn Tiến ơi. À, cô chào Nguyễn Khương. À, hình như cô mới cắt tóc. Đúng rồi, cô mới cắt tóc ấy. Lâu lắm rồi mới được cắt tóc các em à. Cô chào Như Anh. Tóc mới. Đấy, hôm nay like mục đích là khoe quả đầu mới cắt. Rất nhiều bạn nhận ra. Cô tưởng rằng là các bạn không nhận ra cô nữa rồi. Rồi, cô chào Trường Lê. Cô nhớ em không? Nhớ chứ, hôm trước cô còn hỏi em là Trường Lê hay em là Trường Lê á. Rồi. Ok. Ôi trời ơi là làm sao hôm nay nhìn cô Huyền vừa buồn cười vừa xấu đúng không? Nên là thấy ôi trời ơi đúng không? Like và share để gọi các bạn vào học nào các em ơi. Like ngày hôm nay thì dành cho cả 2K4 và 2K5 nhé. 2K5 thì chúng ta đang học đến phần nitơ và hợp chất của nitơ rồi đúng không? Thế còn 2K4 thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về phần nitơ và hợp chất của nitơ. Bởi vì trong cái chương trình thi, trong cái phần thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng ta ấy thì vẫn có các câu liên quan đến hợp chất của nitơ, mà cụ thể đó chính là axit nitric đúng không các em? Đó. Vậy tội gì mà không ôn luôn cùng các em 2K5 đúng không các em? Rồi like share để gọi thêm các bạn vào học nào các em ơi. Rồi cô chào Hồng Quân. Văn Tiến thấy thông báo cô Huyền like là vào liền để xem tóc. Ủa? Cô cắt tóc có ai biết đâu mà sao lại vào liền để xem tóc? Điều quá lộ hết rồi đây này, cô có khoe ai tóc mới đâu. Rồi. Hôm nay mình sẽ có xem 20 câu lý thuyết nha, để xem là hôm nay cô Huyền không có đăng tài liệu trước. Xem là các bạn có làm đúng nhiều không nha. Hôm nay cô không có đăng tài liệu trước để xem các bạn đúng nhiều không nha. Đó xem là 2K5 thì đúng nhiều không, mà 2K4 kiến thức cũ này còn nhớ cái gì không. Đó. Rồi. Sẵn sàng chưa các em ơi? Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đi vào học thôi. Nào, comment đi nào. Hôm nay mình sẽ ôn một xíu về lý thuyết của nitơ và hợp chất của nitơ. Trước tiên là câu số 1 nào các em ơi, câu số 1. Comment câu số 1 nào các em ơi. Cô vẫn đang chờ các bạn comment đây. Em có nghe thấy cô nói không nhỉ? Rồi, đang chờ đọc comment của các bạn này. À, ra trường không thấy tài liệu làm em hoang mang. Rồi cô chào Nguyễn Huyền nha. À, hôm nay coi xem ai được 10 điểm nha. Cô thấy Nguyễn Khương, Mai Nhật Vi đã sẵn sàng rồi. Bạn Băng Ý, Lãnh Hàn, Nguyễn Khương, Nguyễn Huyền, Nguyễn Sinh Hùng, Mai Nhật Vi
Ra trường đều chọn là 1C. Rồi, cho các phản ứng sau. Đây, nitơ phản ứng với oxy được nitơ oxit và nitơ phản ứng với hydro được ammoniac. Hai phản ứng trên cho thấy điều gì? Vậy để thấy nitơ đóng vai trò gì thì chúng ta phải xác định số oxy hóa của nitơ trước và sau phản ứng đúng không? Rồi cô thấy Giang Trần chọn C, Nguyễn Thị Thu Huệ chọn C. Trường Lê thứ năm em kiểm tra 15 phút hóa. Vậy kiểm tra xong hãy comment vào đây để cô Huyền xem là điểm của em được bao nhiêu nha. Như vậy mình phải xác định được số oxy hóa của nitơ trước và sau phản ứng đúng không? Vậy bây giờ các bạn hãy comment vào đây cho cô xem là các em còn nhớ cách xác định số oxy hóa không? Rồi, cô đã thấy rất nhiều bạn chọn C. Không biết là các em còn nhớ cách xác định số oxy hóa không? Thì các em chú ý nha. Có một số nguyên tắc xác định số oxy hóa mà chúng ta phải nhớ này. Thứ nhất là gì? Trong đơn chất số oxy hóa của nguyên tố bằng 0. Vậy ở đây nitơ, đơn chất nitơ đúng không? Ồ, Phạm Phạm Bảo nó đã comment là hóa em 3 điểm rồi, comment như thế là biết điều rồi, bởi nếu nó là 3 thật thì chưa chắc Phạm Bảo nó đã khoe to như thế này đâu. Rồi, đơn chất 0. Vậy nitơ trong NO số oxy hóa là bao nhiêu? Nitơ trong ammoniac số oxy hóa là bao nhiêu? Thì các em lại nhớ thêm một quy tắc nữa, đó là gì? Trong hầu hết các hợp chất, số oxy hóa của oxy là trừ 2. Vậy số oxy hóa của nitơ này, các bạn chú ý nhé. Mình xác định với cái trường hợp gồm hợp chất gồm hai nguyên tố này, mình xác định tương tự như là hóa trị thôi. Đấy. Lấy trừ 2 nhân 1 chia 1 là trừ 2, mình đổi dấu đi là dương 2. Đó. Bởi vì sao chúng ta phải đổi dấu? Bởi vì mình có quy tắc là gì? Trong một hợp chất, tổng số số oxy hóa của từng nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố là bằng 0 đúng không? Vậy đây là dương 2. Đấy, số oxy hóa từ 0 lên dương 2 thì suy ra thể hiện tính gì? Tính khử. Đó. Tiếp chúng ta xét cái phương trình thứ hai này. Thì để xét tiếp số oxy hóa của nitơ trong ammoniac thì các bạn lại nhớ tiếp một quy tắc đó là gì? Trong hầu hết các hợp chất, số oxy hóa của hydro là dương 1, đúng chưa? Vậy đây dương 1 nhân 3 là dương 3, đổi dấu là trừ 3. Vậy đây số oxy hóa là từ 0 xuống trừ 3. Như vậy là nitơ thể hiện tính gì? Khử tăng ô giảm đúng không? Vậy tính oxy hóa. Do đó dựa vào hai phản ứng này thì mình kết luận là nitơ thể hiện cả tính oxy hóa và tính khử. Câu số 1 nhẹ nhàng tình cảm, không có bạn nào sai đúng không? Rồi. Trường Lê, nay em vắng bữa, nay em chạy deadline. Úi dồi ôi, kinh, nó học nó còn chạy cả deadline nữa cơ à. Ok nha, chào Trường Lê nha. Phạm Hạ 1C, chuẩn rồi. Bây giờ là câu số 2. Câu số 2 cô đã thấy bạn Nguyễn Thị Thu Huệ comment đầu tiên, đó là 2B, Phạm Hạ 2B. Nào, chúng ta sẽ xem ở đây đáp án là gì nha. Các bạn ơi, mau mau comment xem câu số 2 ở đây là gì nào. Đó, buổi live ngày hôm nay nhá là ôn tập cho cả 2K3, 2 à cô xin lỗi nhá, cả 2K4 và 2K5 luôn. Các bạn 2K5 thì đang học đến chương 2 rồi đúng không? Còn các bạn 2K4 thì chúng ta tiện thể mình ôn tập luôn thi Trung học phổ thông quốc gia đúng không các em? Bởi vì sao? Mình có là gì? Phần thi Trung học phổ thông quốc gia thì cũng có một số kiến thức liên quan đến axit nitric đúng không? Hay chính là liên quan đến hợp chất của nitơ. Nào, trong phòng thí nghiệm có thể điều chế nitơ bằng cách nào? Comment đi xem nào. Cô vẫn đang chờ các bạn comment. Nguyễn Sinh Hùng 2B. Rồi. Vũ Diễm Mai Nhật Vi ra trường Quốc Bảo băng ý lãnh hàn 2B. Trời ơi, một bạn tên rất là hay luôn, băng ý lãnh hàn. Chắc là hàn lãnh hàn băng ý lãnh hàn. Bạn họ Hàn hay họ Lãnh vậy? Trời ơi, tên rất là hay. Cô Huyền thì chỉ có Thị Huyền thôi. Thành ra là cô Huyền mà thấy ai có tên đệm ấy, rất là thích, rất là ngưỡng mộ những người có tên đẹp. Nào các em ơi, câu số 2 trong phòng thí nghiệm có thể điều chế nitơ bằng cách. Thế bạn nào mà đã đọc sách giáo khoa phần này rồi nhá, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong phòng thí nghiệm thì nitơ được điều chế bằng cách là nhiệt phân amoni nitrit. Tuy nhiên cái hợp chất này nó làm sao? Nó kém bền.
Do đó trong phòng thí nghiệm người ta thay nó bằng cái hỗn hợp natri nitrit và amoni clorua bão hòa, đúng chưa? Như vậy ở đây sẽ là đáp án B nhá. Đó, không biết là các em còn nhớ cái phương trình hóa học này không? Natri nitrit amoni clorua. Rồi, nhiệt phân hay là đun cái hỗn hợp này thì sản phẩm thu được ở đây sẽ có natri clorua, nitơ và gì các em ơi? Và nước. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thêm hai vào nước nha. Đó, ok chưa? Ôn luôn về điều chế nitơ nhá. Và có những bạn bảo cô ơi, em chưa học tí nào chương 2 thì trời ơi, đây là lý thuyết mà, lý thuyết thì chưa có học tí nào chương 2 vẫn có thể vào nghe và vẫn có thể hiểu nha. Câu số 3. Cho các phát biểu sau về nitơ hay câu số 3 này, đây chính là bài toán đếm đáp án. Bài đếm đáp án. Đấy, cô phải nhấn mạnh cái dạng này là đếm lý thuyết. Do đó, ví dụ hôm nào mà cô có like cái dạng đếm đáp án lý thuyết này thì các bạn còn biết là đây là cái dạng bài đếm đáp án đúng nha, không là không biết là bài toán đếm là bài toán nào. Nào, có 6 phát biểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các em hãy xem đi và xem là số phát biểu đúng là. Đấy, và comment, comment cả phát biểu đúng cô xem nào, để xem là các bạn học chắc đến đâu. Comment phát biểu đúng để xem là mình học chắc đến đâu nha các em ơi. Comment đi xem nào. Câu số 3 nào. Câu số 3 đề khá là dài. Hãy đếm xem là số phát biểu đúng là bao nhiêu phát biểu và comment cả phát biểu đúng ra. Ví dụ như là A đúng hay là 1. À đây cô xin lỗi nhé, 1, 2, 3 đúng chẳng hạn, thì các bạn comment cả ra nhé, để cô xem là các bạn đếm chuẩn không nha. Đấy. Nào comment đi nào các em ơi, câu số 3 nào. Cô vẫn đang chờ các bạn comment. Câu số 3, Mai Nhật Vi 3B, Nguyễn Sinh Hùng 3B, 1345. Rồi Nguyễn Sinh Hùng comment là 1345 đúng. Phạm Hạ 3B, 1245. Rồi, thế còn các bạn khác thì sao nào? Nguyễn Khương 1345. Rồi, cô vẫn đang chờ các bạn comment. Cho các bạn 10 giây nữa comment. Xem đáp án của chúng ta là gì nha. Cô chào fan cứng Nguyễn Thu Tuyết nha. Lâu lâu lại thấy fan cứng Nguyễn Thu Tuyết. Rồi Băng Ý Lãnh Hàn 3B 1345, Linh Trần 3A 145, Mai Nhật Vi 1345, Vũ Diễm 3B 1345. Như vậy cô thấy là phần lớn các bạn là chọn đáp án B 1345. Sau đây chúng ta cùng phân tích này. Thứ nhất, nitơ vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Ôi vừa với làm mà câu số 1 đúng không? Làm câu 1 xong, như vậy cái 1 này đúng nha. Có một phát biểu đúng rồi, Trần Trâm 1345. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nha. Trong hợp chất axit nitric, nitơ có hóa trị 4, còn số oxy hóa là dương 5. Nào, hai đúng hay sai? Comment câu xem nào. Hai đúng hay sai? Comment nào. Số oxy hóa xác định trước nha, HNO3 này. Hydro số oxy hóa là dương 1 này. Oxy là trừ 2 này. Gọi số oxy hóa của nitơ là X này. Nhớ lại kiến thức lớp 10 này, đó là gì? Trong một phân tử, tổng số số oxy hóa của từng nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố là bằng 0. Vậy 1 cộng x trừ cộng với trừ 2 nhân 3 bằng 0. Vậy suy ra x bằng dương 5. Số oxy hóa dương 5 chuẩn rồi. Bây giờ hóa trị của nitơ có phải bằng 4 không? Nào, Vũ Diễm 2 sai, Nguyễn Sinh Hùng 2 sai, Phạm Hạ 2 đúng. Rồi, Tình Phan lớp mấy vậy? Tình Phan ơi, hôm nay là live về
lý thuyết nitơ và hợp chất của nitơ nhá. Nếu như em là 2K5 thì có thể xem luôn để học ôn kiến thức về nitơ và hợp chất của nitơ. Thế nếu như em là 2K4 thì em vẫn có thể xem lại nhá, bởi vì cái phần axit nitric thì nó vẫn có gặp ở trong thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Thì em có thể xem lại, nếu bạn nào là 2K4 thì có thể ôn lại luôn cái phần vô cơ này. Được chưa nhỉ? 2K5, 2K4 đều học được nha. Rồi. Thiên Vương sai, Băng Ý Lãnh Hàn sai. Nào. Lớp 10 chúng ta học thì chú ý nhá, hóa trị ở lớp 10 chúng ta học thì có chia ra thành điện hóa trị và cộng hóa trị, đúng chưa? Trong hợp chất ion thì hóa trị trong hợp chất ion là điện hóa trị. Thế còn trong hợp chất cộng hóa trị thì hóa trị ở trong hợp chất này được gọi là cộng hóa trị, đúng không? Thế thì các em nhìn nhá, xác định cộng hóa trị như thế nào? Axit nitric thì hợp chất này là hợp chất cộng hóa trị rồi. Thế để xác định hóa trị của nó nhá, mình phải dựa vào gì? Dựa vào số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử. Vậy công thức cấu tạo của H2O3 này. Nào. Công thức cấu tạo của H2O3 nào. Đúng không? Như vậy, hóa trị 4 được chưa? Rồi, như vậy 2 đúng nha. Câu này cô đã hỏi một lần ở trên fanpage rồi đấy. Được chưa? Tiếp theo này, nhận định số 3, do có liên kết 3 bền vững nên tất cả các kim loại chỉ có thể tác dụng với nitơ khi nung nóng, thì 3 sai. Tại sao cô nói là ba sai? Bởi vì mình có là li ti có thể tác dụng với nitơ ở điều kiện thường. Đó, các bạn nhớ cái phần tính chất này của nitơ nhá. Ở trong kiểm tra giữa kỳ ấy rất là hay hỏi nha. Nếu như bạn là 2K5 ấy thì nhớ nhá. Giữa kỳ rất hay hỏi nhá. Li ti có thể tác dụng với nitơ ở điều kiện thường, được chưa? Số 4 này, khoáng vật natri nitrat còn được gọi là diêm tiêu natri. Đúng rồi, NaNO3 còn được gọi là diêm tiêu natri. Như vậy 4 chuẩn rồi. Nhận định số 5, nitơ được dùng để sản xuất ammoniac, từ đó sản xuất phân đạm axit nitric. Thì đây chính là cái phần gì? Phần ứng dụng của nitơ trong sách giáo khoa rồi. Nhá. Số 6 này, các oxit của nitơ đều có thể được điều chế trực tiếp từ nitơ và oxy. Thì đây là sai rồi. Có NO là điều chế trực tiếp. NO là điều chế trực tiếp nhá. Còn ví dụ như là các oxit khác thì điều chế gián tiếp nha. Như vậy là tổng kết lại là đáp án B và đáp án đúng của chúng ta là 1, 2, 4, 5. Rồi, 1, 1, 2, 4, 5 nha. Rồi, như vậy là ok rồi. Cô chào Nguyễn Thị Mộng Tuyền nha. Avatar Doraemon rất là cute luôn. Nào, các em ơi. Tiếp tục với câu số 4. Xem tình hình sao. Đó, lát nữa học xong thì comment tổng thể xem là lý thuyết hôm nay đúng bao nhiêu câu nha. Đã bạn nào học xong chương 2 rồi? Hay có bạn nào hôm nay mới sang chương 2 không? Đấy, bạn nào mà học xong chương 2 rồi hay là hôm nay mới sang chương 2 thì đều học được luôn nha. Bởi vì buổi ngày hôm nay là buổi lý thuyết nha các em. Nào. Câu số 4, tính bazơ của ammoniac là do. Comment đáp án nào, do cái gì đây các em ơi? Vũ Diễm, chương này tụi em chưa học đến á cô. Ok nha. Tuy nhiên hôm nay là live lý thuyết nha, không có bài tập về nitơ và hợp chất của nitơ đâu. Live lý thuyết nên là chúng ta vẫn có thể xem luôn để mình ghi nhớ nha. Không vấn đề gì cả. Ra trường.
À, Nhi Phạm em mới học được hai bài đầu à cô? Rồi, cô hiểu rồi nha. Bạn nào mà chưa học tí gì chương 2 thì vẫn có thể học luôn được, bởi vì ngày hôm nay là live lý thuyết, trắc nghiệm lý thuyết thôi. Và trong quá trình chọn đáp án thì cô có phân tích luôn cho các bạn lý thuyết. À, Vũ Diễm nay mới sang chương 2 à? Ra trường hôm nay sủa bao nhiêu câu vậy cô? Trời ơi, người ta sửa chứ ai lại sủa? Comment lại xem nào. Đi tán gái thế này thì chết à? Thế này thì 8 năm sau được gái ở ra trường. Phạm Hạ 4A, Mai Nhật Vi mới được bài 1 chương 2 thôi. Ok, mới được bài 1 chương 2 đúng không? Đó, vậy thì ôn lý thuyết luôn cũng khá là ổn nhá. À rồi, sửa bao nhiêu nhá cô đừng hiểu nhầm. Rồi, sửa 20 câu nhá ra trường. Nào, câu số 4 tính bazơ của amoniac thì chú ý nhá, mình có công thức cấu tạo của amoniac như sau này. Lớp 10 thì chúng ta cũng viết rồi đúng không? Đó. Nitơ tạo 3 liên kết cộng hóa trị với 3 nguyên tử hydro. Tuy nhiên ở nitơ này vẫn còn một cặp electron chưa tham gia liên kết. Đây. Còn nitơ còn cặp electron chưa tham gia liên kết. Do đó là gây ra tính bazơ của ammoniac nha các em. Như vậy câu số 4 chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là chọn A. Như vậy là bạn Phạm Hạ comment 4A là chuẩn rồi nha. Rồi cô còn thấy băng ý Lãnh Hàn này, Hữu Hiển Bùi này, chọn 4A chuẩn luôn nha các em. Rồi 4A nha các em. Tính bazơ là do trên nitơ còn cặp electron tự do nhá. Rồi tiếp theo đến câu số 5 nào. Và bạn nào mà comment sai thì chúng ta cũng không phải ngại nhé. Cô Huyền vẫn bảo là gì học hóa với cô Huyền là mặt cứ phải dày lên nhá. Phải hỏi thì mình mới tiến bộ được đúng không? Và phải mạnh dạn comment sai. Hôm sau mình sửa. Đấy, mình nhớ là mình sai ở đây và mình sẽ rút kinh nghiệm ở phần mình thi đúng không? Rồi, lúc ôn tập làm sai không việc gì cả. Cố gắng làm sao để lúc vào thi mình không sai nhá. Nào câu số 5, phát biểu không đúng là. Và cô vẫn bảo các bạn đấy, mỗi tuần các bạn chỉ cần dành một chút thời gian ôn tập cùng cô Huyền thôi là rồi chúng ta cũng sẽ tiến bộ đúng không các em nhỉ? Câu số 5 nào, phát biểu nào không đúng? Cô chào Nguyễn Minh Hiếu. Có ai 2K7 giống em không ạ? À? Hỏi xem có bạn nào 2K7 không? Câu số 5 cô thấy Nguyễn Sinh Hùng 5B. Hữu Hiển Bùi và Nguyễn Minh Hiếu đã comment câu 6 rồi, đang chữa câu số 5 nha. Comment lại câu số 5 xem nào. Để cô xem các bạn comment chuẩn không nào. Câu số 5. Comment đi nào các em ơi, câu số 5 nào. Trần Trâm 5B ra trường 5B, Nguyễn Thế Anh em 2K11 nè. Úi trời ơi, 2K11 cơ à? 2K11 bây giờ mới 10 tuổi học lớp 5 á. Mà sao Nguyễn Thế Anh để cái avatar trông cứ như là mấy con ngáo ộp vậy? Sợ quá. Rồi Nguyễn Thị Thu Huệ 5B. Lượm phụ hồ 2K6 học sớm được không cô? Rồi 2K6 học sớm được tất nha. Nhưng mà anh Lượm là 2K4 nha. Lươn làm sao được cô nhớ rồi nha. Phát biểu không đúng. Trong điều kiện thường ammoniac là khí không màu mùi khai. Rồi như vậy không chọn bởi vì nó đúng. Sáng nào cũng ngửi một ít ammoniac rồi đúng không? Mùi khai. Rồi. Khí ammoniac nặng hơn không khí thì đây là sai rồi, bởi vì mình có tỷ khối của ammoniac so với không khí chính là bằng phân tử khối của ammoniac chia cho phân tử khối của không khí, hay là 17 mà chia cho 29. Phân tử khối của không khí lấy xấp xỉ bằng 29 nhá. Như vậy nhỏ hơn 1. Vậy là ammoniac nhẹ hơn không khí. Đúng chưa? C. Khí ammoniac tan nhiều trong nước. Thì đúng là tan nhiều trong nước rồi. Và trong sách giáo khoa có lấy cho chúng ta hình ảnh minh họa thí nghiệm đây đúng không? Liên kết giữa nitơ và ba nguyên tử hydro là liên kết cộng hóa trị có cực. Thì nó đúng rồi, mình không chọn nữa. Đây, ở phía trên này cô vừa phân tích xong liên kết cộng hóa trị có cực, và cụ thể là phân cực về phía nguyên tử có độ ôm điện lớn hơn đúng không các em? Rồi, câu số 6. Khí ammoniac làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu gì?
Comment đi xem nào, câu số 6 nha. Vũ Diễm 6B, Nguyễn Thu Huệ 6B, rồi Nguyễn Minh Hiếu 2K7 học được không? Học được tốt nha. Phạm Hạ 6B, Cơ Phụ Hồ 2K6 học sớm được không cô? Được luôn. Ủa, sao không hiểu sao mấy đứa toàn có hết Lộc Phụ Hồ lại Cơ Phụ Hồ thế này? Chết rồi. Đã chọn nghề nghiệp tương lai là đi làm phụ hồ rồi cơ à? Nguyễn Sinh Hùng 6B. Rồi đố cô biết em là ai? Em là Nguyễn Đình Cơ và đổi tên thành Cơ Phụ Hồ phải không? Ra trường 6B, Mai Nhật Vi, Trần Trâm 6B. Rồi ok luôn nha. Khí ammoniac làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Chúng ta có đó là ammoniac kết hợp với nước tạo thành NH4 cộng và OH trừ. Và chính cái OH trừ này thì gây nên tính bazơ. Gây nên tính bazơ của ammoniac đó. Và do đó là làm quỳ tím chuyển sang màu xanh nha. Nhớ nha, quỳ tím chuyển sang xanh. Đi thi mà đứa nào chọn màu đỏ là thôi đấy. Nào câu số 7, dung dịch ammoniac trong nước có chứa các phần tử. Đó. Nào dung dịch ammoniac trong nước có chứa các phần tử nào nào? Comment comment đi xem nào. Câu số 7. Comment đi nào các em ơi. Cơ Phụ Hồ, cô không nhớ em là... À cô, thì em không phải là bạn Nguyễn Đình Cơ Cơ Phụ Hồ đấy. Thế em là bạn nào nhỉ? Em comment lại cô xem nào. Nguyễn Sinh Hùng 7C, ra trường 7C, Trần Trâm Thu Liễu 7C. Rồi, chết dở rồi, không nhớ Cơ Phụ Hồ là ai rồi. Comment đi cô xem nào. Mai Nhật Vi 7C. Dung dịch ammoniac trong nước chứa các phần tử. Đây, phía trên này cô đã ghi rồi nhá. Nhưng mà phía, đây, phía trên này cô đã ghi này. Khi cho ammoniac vào nước thì ammoniac phản ứng với nước ra NH4 cộng và OH trừ, đúng chưa? Và chú ý này, đây là phản ứng thuận nghịch, đúng không? Thuận nghịch. Như vậy là dung dịch ammoniac sẽ chứa các phần tử nhá. Chú ý, phần tử là bao gồm cả phân tử và các ion có trong dung dịch, được chưa? Đây là chữ phần nhá các em nhá. Như vậy sẽ có gì? Chắc chắn là sẽ có NH4 cộng này, chắc chắn là sẽ có OH trừ này, bên này là có gì? NH3. Và dung dịch thì phải kể đến nước rồi. Như vậy ở đây phải là gì các em ơi? Phải là D đó, và cũng là cái dạng rất hay hỏi trong cái phần sự điện ly đấy, đúng không? Ví dụ như người ta cho các em dung dịch axit phosphoric hay là axit sulfuric hay là axit acetic và hỏi là gì? Dung dịch có chứa các phân tử nào, hay dung dịch có chứa các ion nào, hay chứa các phân tử nào, thì chúng ta phải phân biệt được nhá. Ok, như vậy câu số 7 là chọn D, và rất tiếc là cô phải thể hiện một cái biểu tượng buồn, bởi vì là ôi may quá cô thấy có ra trường comment đúng này. Nguyễn Sinh Hùng comment đúng, ok 7D nhá. Câu số 8 nào các em ơi, câu số 8 có Minh Hiếu rất là mạnh mồm này. 8D sai bỏ xem like cô Huyền. Rồi để xem là nó có phải bỏ xem like cô Huyền không nha. Rồi ra trường 7D chuẩn rồi. Thế bây giờ câu số 8 nào các em ơi, câu số 8. Câu số 8 nào các em ơi. Thu Liễu 8D, Nguyễn Minh Hiếu 8D. Nào, các bạn ơi, cô vẫn đang chờ các bạn comment này. Câu số 8 nào các em ơi, comment xem là đáp án ở đây là gì nào. Câu số 8 vẫn đang chờ các em comment. Vũ Diễm 8D. Phân tích nha. Đấy, cái dạng lý thuyết này cũng rất là hay hỏi này.
Cho đồng và dung dịch axit sulfuric loãng tác dụng với chất X. Biết là chất X là một loại phân bón hóa học. Thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Khí không màu hóa nâu trong không khí thì đây là khí NO đúng không? Đó. Như vậy là đồng này kết hợp với axit sulfuric loãng mà kết hợp với chất X nào đó mà thoát ra NO. Vậy thì chứng tỏ rằng là X ở đây phải chứa NO3 trừ, đúng không? Đó, và cụ thể ở đây NO này, đồng 2 cộng và nước. Comment thì cứ nhớ như sau: 3 đồng, 8 loãng, 2 no, đúng không? Đó, vậy thêm 2 vào đây, thêm 4 vào đây, 3 vào đây. Đó, 3 đồng, 8 loãng, 2 no. Nhớ cái câu này: cho đồng phản ứng với axit nitric loãng hoặc là cho đồng phản ứng với H cộng và NO3 trừ thì cứ nhớ 3 đồng, 8 loãng, 2 no. Đấy. Nhớ cái câu cửa miệng này là xong, được chưa? Rồi, tiếp theo này, mặt khác khi X tác dụng với natri hydroxit thì có khí mùi khai thoát ra. Vậy khí mùi khai ở đây là NH3. Đó. Vậy thì để có khí mùi khai thoát ra thì X phải có NH4 cộng thì mới có phản ứng là gì? NH4 cộng kết hợp với OH trừ để được khí mùi khai là amoniac thoát ra, đúng chưa? À, có NO3 trừ, có NH4 cộng, vậy ghép vào chính là amoni nitrat. Đây, amoni nitrat NH4 NO3, như vậy thì là D rồi, đúng chưa? May quá là Minh Hiếu nó không phải bỏ xem like cô Huyền, đúng không? Nguyễn Minh Hiếu phương pháp cầu nguyện ra D rồi. À, Mai Nhật Vi chưa học không biết tên luôn. Cái chất amoni nitrat này thì chúng ta đã từng học ở lớp 9. Đó, lớp 9 thì mình đã học ở phân bón rồi. Tuy nhiên thì cô nghĩ rằng là lớp 9 thì phần lớn chúng ta chẳng ai quan tâm đến môn hóa, đúng không? Lớp 9 thì còn bận ôn toán văn ngoại để thi trung học phổ thông quốc à, cô xin lỗi nhá, để thi vào 10, đúng không? Thành ra là mình cũng có thờ ơ. Chứ còn amoni nitrat thì học từ lớp 9 rồi nhá. Có bạn nào nhớ là lớp 9 mình đã học amoni nitrat không các em? Rồi, câu số 9 nào. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân hủy tạo thành amoniac? Nào, comment đi cô xem nào. Dãy nào đây? Dãy nào đây các em ơi? Phạm Hạ 9A. Rồi, Nguyễn Minh Hiếu phương pháp cầu nguyện là sao mà phải sử dụng phương pháp cầu nguyện? Mỗi ngày mình học một tí đảm bảo là mình sẽ tiến bộ nha. Không phải cần gì đến phương pháp cầu nguyện nha các em ơi. Khiếp thật, phương pháp cầu nguyện. Comment đi nào, các em ơi, comment đi nào. Câu số 9 nào, cô vẫn đang chờ các bạn comment. Và giả sử như là các em chưa học đến phần này thì các em cũng thử đọc đề và mình suy nghĩ xem là đáp án mình chọn sẽ là gì đây. Đó. Nguyễn Thế Anh 9A, Nguyễn Sinh Hùng 9A, Gia Trường 9A, Nguyễn Xuân Quyết Thắng 9A, Vũ Diễm 9A. Như vậy phần lớn các bạn chọn A này. Nguyễn Minh Hiếu 10C sai bỏ cơm sáng. Cô đang chữa câu số 9 nha. Comment lại câu số 9 nào. Rồi, thế thì bây giờ mình phân tích này. Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí amoniac? Thì những muối amoni mà bị nhiệt phân để tạo thành amoniac ấy thì nó là muối chứa gốc axit không có tính oxy hóa. Như vậy ở đây sẽ là A rồi nhá. Thế còn đáp án B này thì chúng ta loại. Vì sao loại? Bởi vì là có amoni nitrat. Amoni nitrat nhiệt phân thì thu được cái gì các em ơi? Chính là nước và N2O, đúng chưa?
Đó, comment thêm 2 vào đây. Tiếp theo này, trường hợp C thì có cả amoni nitrat và amoni nitrit. Amoni nitrit thì ban nãy ở cái phần điều chế niter đã nói rồi, thu được niter và nước nha, thêm 2 vào nước được chưa? Thế còn cái trường hợp D này thì ở đây có amoni nitrat, vậy thì mình cũng sẽ loại đi đúng chưa? Đây, loại hai cái trường hợp này vì như sau. Đó. Ok, câu số 9 rồi. Bây giờ đến câu số 10 nào các em ơi. Axit nitric chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây? Câu số 10 nào. 10 phạm C, Vũ Diễm căng mắt tìm C. Trời ơi, căng mắt tìm C, luyện dần để đi thi đúng không? Đi thi chúng ta cũng phải căng mắt ra để soi đúng không các em? Rồi, cô đã thấy các bạn như Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thu Huệ comment câu 9. Bây giờ đến câu số 10 và cô đã thấy Phạm Hạ comment 10C. Nguyễn Minh Hiếu 10C. Rồi, cứ mạnh dạn comment đi. Không sợ sai, sai thì sửa. Đấy, sợ cái gì đâu. Câu số 10, axit nitric chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất nào? Comment đi nào các em ơi. Nguyễn Minh Hiếu, bữa hôm inbox pet xin cô tài liệu mà cô không dép. Ủa, cô tưởng là cô dép em rồi chứ nhở? Lát kiểm tra lại xem. Vũ Diễm 10C, Phạm Lam 10C, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Quyết Thắng 10C. Đó. Axit nitric thể hiện tính axit khi tác dụng với chất nào? Ở đây, trường hợp A mình sẽ loại sắt 2 hydroxit và sắt 2 oxit bởi vì số oxy hóa của sắt mới là dương 2, chưa phải là số oxy hóa cao nhất, đúng không? Loại A. B này, B thì ở đây chúng ta thấy là có sắt 2 carbonate, số oxy hóa của sắt mới là dương 2, chưa phải là số oxy hóa cao nhất của sắt, đúng không? C, C thì là không loại cái gì rồi. Đấy, bởi vì ở đây sắt này đã có số oxy hóa cao nhất rồi, đồng cũng vậy. Đó, natri ở đây cũng thế, do đó là khi phản ứng với HNO3 thì chỉ thể hiện tính axit thôi đúng không? Đó, khi HNO3 phản ứng với các chất ở dãy C này thì HNO3 chỉ thể hiện tính axit thôi đúng không? Trường hợp D thì các em nhìn thấy ngay là FeS này, sắt ở đây số oxy hóa dương 2, chưa phải số oxy hóa cao nhất của sắt, vậy loại, được chưa? Như vậy là trường hợp C nha các em. 10C. Câu số 11 nào. Rồi, câu số 11 các em ơi. Axit nitric chỉ thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với chất thuộc dãy nào dưới đây? Mấy cái câu này là đi thi rất hay vào nha. Comment đi xem nào, xem là cái câu số 11 này đáp án sẽ là gì đây các em ơi. Câu 11. Comment câu số 11 đi nào các em ơi, xem đáp án ở đây là gì nhở? Phạm Hạ 11A, Nguyễn Xuân Quyết Thắng 11A, axit nitric thể hiện tính oxy hóa. Nào, ở đây chúng ta sẽ phân tích này, trước tiên là loại B này. Loại B bởi vì ở đây có canxi oxit nhá. Đây, canxi oxit phản ứng với axit nitric thì ở đây chỉ là phản ứng trao đổi thông thường thôi. Đó. Như vậy là loại trường hợp B này. Trường hợp C ở đây chúng ta cũng loại bởi vì sắt 3 oxit này. Đấy, khi phản ứng với axit nitric thì bởi vì ở đây số oxy hóa của sắt đã là cao nhất rồi, do đó phản ứng này cũng chỉ là phản ứng trao đổi thông thường. Đó. Vậy thì mình cũng loại C này. Tương tự ở trường hợp D, các bạn cũng thấy ngay là mình loại bởi vì đây có mấy cái chất này đây. Hay cô viết ra nhá, ví dụ cho CuO phản ứng với axit nitric
thì nó cũng chỉ là phản ứng trao đổi thông thường thôi. Đấy, ngoài ra ở trường hợp D thì còn có một số trường hợp khác phản ứng với axit nitric cũng thể hiện là phản ứng trao đổi thông thường. Như vậy câu số 11 ở đây sẽ là đáp án A. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây là đơn chất kim loại này, đơn chất phi kim này. Ở đây sắt có số oxy hóa chưa phải là cao nhất này. Đó. Và H2S thì lưu huỳnh ở đây là -2. Như vậy là H2S thì có tính khử gây ra bởi lưu huỳnh -2 đúng không? Mình đã học từ lớp 10 rồi. Vậy một chất có tính khử mạnh kết hợp với một chất có tính oxy hóa mạnh thì phản ứng oxy hóa khử sẽ diễn ra thôi đúng không? Câu số 12 các em ơi, câu số 12. Khí bị hóa nâu ngoài không khí. Rồi, cô chào Phạm Lam. Phạm Lam 11A chuẩn rồi. Tiếp theo nào, câu số 10 12. Khí bị hóa nâu ngoài không khí. Khí bị hóa nâu ngoài không khí thì chúng ta dễ dàng xác định được NO đúng không? NO trong không khí ngay điều kiện thường thì nó bị oxy hóa tạo thành NO2 đấy. Và NO thì không màu. Nhưng mà NO2 tạo thành thì có màu nâu đỏ. Đó, nhớ cái phần này nha các em nha. Rồi. Nguyễn Xuân quyết thắng. Đức Trí ra trường Vũ Diễm Nguyễn Thế Anh 12B chuẩn rồi. Bây giờ đến câu số 13 liên quan đến nhiệt phân muối nitrat. Câu số 13. Rồi xin lỗi các em, hôm nay hơi ho. Câu số 13 nào. 13 Phạm Hạ 13B, Nguyễn Sinh Hùng 13B, Phạm Lam Vũ Diễm 13B, Nguyễn Thị Thu Huệ 13B. Như vậy câu số 13 thì rất nhiều bạn chọn đáp án B đúng không? Nhiệt phân kali nitrat thêm Nguyễn Thế Anh nữa. Thì cái phản ứng nhiệt phân kali nitrat chúng ta đã được học từ lớp mấy? Học từ cái bài oxy của lớp 10 rồi đúng không? Chất này nhiệt phân thu được kali nitrit và oxy. Đây cần bằng thêm 2 vào đây, 2 vào đây. Như vậy đáp án của chúng ta câu số 13 chính là đáp án B rồi. Cô chào bạn là Tham Pusai nha. Tiếp theo câu số 14. Và ngoài ra ở câu số 13 thì các bạn nhớ thêm đó là muối nitrat của kim loại trước magie. Nhiệt phân tạo muối nitrit và oxy. Nào sang đến câu số 14 nào. Nhiệt phân magie nitrat thu được sản phẩm là. Nào, nhiệt phân magie nitrat thu được sản phẩm là gì? 14 Vũ Diễm này, Tham Tu Sai này, Nguyễn Sinh Hùng ra trường Phạm Lam chọn 14D. Thì câu số 14 ở đây đáp án của chúng ta chính là gì? Chính là D luôn nhá. Muối nitrat của kim loại từ magie đến đồng trong dãy hoạt động nhá. Thì khi bị nhiệt phân sẽ tạo oxit kim loại NO2 và oxy nha. Như vậy ở đây là D rồi. Thế còn trường hợp cuối cùng nhiệt phân muối bạc nitrat nào, câu số 15. Nhiệt phân muối bạc nitrat thì sản phẩm thu được ở đây là gì nào các em ơi? 15 Vũ Diễm Nguyễn Xuân quyết thắng. À cô xin lỗi nhá, 15 Vũ Diễm Nguyễn Thế Anh chọn 15C. Còn các bạn khác thì sao? Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Thế Anh 15C. Ra trường Nguyễn Sinh Hùng 15C. Thì chú ý này, muối bạc nitrat thì ở đây nhiệt phân sẽ thu được kim loại bạc NO2 và oxy nhá. Và chú ý này, muối nitrat của kim loại sau đồng
Nhiệt phân sẽ cho kim loại NO2 và O2 nha. Nhớ nha. Rồi câu số 16 nào. X là muối khi tác dụng với natri hydroxit dư sinh ra khí mùi khai. Mùi khai ở đây là ammoniac rồi. Tác dụng với dung dịch bạc clorua sinh ra kết tủa trắng không tan trong axit nitric. X là muối nào trong số muối sau? Nào câu số 16 nào kem ơi. Rồi Phú Lê 15C, câu số 16 nào kem. Xem đáp án ở câu số 16 này là gì nào. Comment nào kem ơi. Lúc này xong cô gửi lên nhóm ý cô, ok nha. 16 Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thế Anh, 16C Vũ Diễm, 16B. Ở đây các em chú ý này. Muối tác dụng với ammoniac dư sinh cô xin lỗi này, muối tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư sinh ra ammoniac. Như vậy là muối amoni thì cả bốn đáp án này đều là muối amoni rồi. Tác dụng với bari clorua sinh ra kết tủa trắng không tan trong axit nitric thì dựa vào bốn đáp án này xác định ở đây kết tủa là bari sulfat nhá. Vậy thì muối của chúng ta chính là NH4 tất cả hai lần SO4, được chưa? C nha các em. C nha. Câu số 17, trong các phản ứng sau, phản ứng nào axit nitric không đóng vai trò là chất oxy hóa? Phản ứng nào? Câu số 17 nào? Comment đi xem nào. Câu số 17 nào các em ơi. Mười bảy Nguyễn Thế Anh, 17C. Còn các bạn khác thì sao? Gia Trường, Nguyễn Sinh Hùng, 17C. Nguyễn Xuân Quyết Thắng, 17A. Chú ý nha. Ở đây chúng ta có là lưu huỳnh trừ 2 khi gặp nitơ dương 5 nha. Thì chú ý ở đây là phản ứng oxy hóa khử. Sản phẩm có thể là kẽm sunfat, nitơ dioxit, nước. Đấy, đây là có thể có nha. Tại sao cô lại ghi là có thể tạo sản phẩm này? Bởi vì là sao? Tùy theo tỷ lệ cũng như là độ đặc loãng của axit nitric mà mình có thể là thu được NO2 hoặc là các sản phẩm khử khác, đúng không? Như là NO đó. Ngoài ra cũng có thể có lưu huỳnh dioxit, tức là có thể có nhiều sản phẩm có thể tạo ra. Và tuy nhiên thì ở đây cô lấy ra một ví dụ để minh chứng rằng là phản ứng này axit nitric đóng vai trò là chất oxy hóa, được chưa? B, ở đây thì sắt đã có số oxy hóa dương 3 rồi nhá. Do đó phản ứng này chỉ là phản ứng trao đổi thông thường thôi, được chưa? Tham tu sai cho khó hơn đi cô. Ok nhá. Những buổi sau sẽ cho khó hơn nha. Tại vì có nhiều bạn inbox với cô là chưa học tí nào về nitơ và
Acid nitric cả, do đó là like cơ bản để cho các bạn khác cũng có thể học được. Ở trường hợp C này, axit sulfuric phản ứng vừa, à cô xin lỗi là sắt sắt 2 sulfat phản ứng với axit nitric thì ở đây số oxy hóa của sắt mới là dương 2 thôi đúng không? Trường hợp D, đồng phản ứng với axit nitric đặc nóng thì đây là phản ứng oxy hóa khử rồi, do vậy ở đây là B nha. Bây giờ đến câu số 18 nào. Dãy gồm các chất không bị hòa tan trong axit nitric đặc nguội. Nào. Ok nhá. Sẽ có cho khó hơn nữa, có hôm cô cho dễ, có hôm cô cho khó mà đúng không nhỉ? Có hôm bài tập của chúng ta cũng không có dễ. Rồi câu số 18 nào các em ơi. Comment các chất không bị hòa tan bởi axit nitric đặc nguội nào. Nguyễn Sinh Hùng 18B. Nhôm chrome sắt bị thụ động hóa trong axit nitric đặc nguội đúng không? Câu số 19 nào. Mười tám là B nhá. Ở đây kẽm vẫn có thể phản ứng được với axit nitric đặc nguội nha, Hoàng Minh Thắng nha. Câu 19 nào kem ơi, câu 19. 19, cô đã thấy bạn Hoàng Minh Thắng comment 19C. Đồng tác dụng với axit nitric loãng nóng tạo ra khí A không màu hóa nâu ngoài không khí, vậy đã A là NO rồi, đúng không? Mình nhớ là 3 đồng 8 loãng. Hai no đấy đúng không? Đấy, vậy điền sản phẩm còn lại vào 3 đồng 2 nitrat. 4 nước đúng chưa? 1 đồng 4 đặc cho ra hai màu đấy, nhớ thêm như vậy đúng không? Bạc tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nóng tạo ra khí B màu nâu đỏ. Vậy B ở đây chính là NO2, chọn D. Đấy, bạc phản ứng với axit nitric đặc để loãng này. Đặc đun nóng thì nhớ là tạo thành bạc nitrat này, NO2 này, nước này. Nhớ đây, bạc không lên dương 1, nhường đi 1, đặt 1 vào đây. Nitơ dương 5 xuống dương 4, nhận vào 1, để 1 ở đây. Vậy bột bột có thể không cần phải ghi nữa cũng được đúng không? Đến nitơ thêm 2 vào axit và không cần phải thêm cái gì vào nước nữa đúng không? Rồi 19 ổn rồi. Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thế Anh, Gia Trường, Nguyễn Thu Huệ, Quốc Bảo 19C. Ok rồi. Bây giờ đến câu số 20. Câu chốt. Xem là các bạn comment hệ số phản ứng nào. Comment hệ số phản ứng. Và chọn đáp án. Xem nhẩm nhanh ra hệ số ở đây là gì nào. Comment đi xem nào. Comment đi nào, kem ơi, câu số 20. Câu 20 nào, kem ơi. Nguyễn Sinh Hùng 20A. Còn các bạn khác sao? Nguyễn Sinh Hùng 20A, các bạn khác thì sao nhỉ? Comment nào các em ơi. Vũ Diễm
Hoàng Minh Thắng, Dương Thị Diệu Linh đều chọn là A. Huỳnh Tấn Tài, Huỳnh Tấn Nhân Tài đều chọn là A. Nào comment nhá. Viết lại phương trình ra đây này. Magie phản ứng với axit nitric được magie nitrat, dinitro oxit và nước này. Nguyễn Minh Hiếu chọn A cho vui. Ôi trời ơi, nhẩm ra đáp án chứ lại chọn cho vui thế này tôi khóc mất các bạn ơi. Nào, magie không lên magie dương 2 đúng không? Không lên dương 2 thì nhường đi 2 electron, đặt 2 vào đây. Tại sao cô không đặt luôn lên đây mà cô đặt phía dưới để cô xem lát nữa số e nhường và số e nhận cô giản ước được đi cho nhau không nhá. Nitơ dương 5 xuống đây là nitơ dương 1. Nhưng mà ở đây có 2 nitơ dương 1, vậy dương 5 xuống dương 1 là nhận vào 4 nhưng có 2 nitơ dương 1. Vậy đây sẽ phải nhận vào 8. 8 và 2 giản ước được cho 2, vậy hệ số còn 4 và 1. Vậy 4 ở đây, 1 ở đây thì không cần ghi nữa, được chưa? 1 thì không cần phải ghi nữa, được chưa? Bên này 4 magie thì bên này phải là 4, đúng chưa? Bây giờ đếm nitơ để cân bằng axit nhá. 4 2 là 8, 8 2 là 10, đúng không? Vậy 10 vào đây. Bên này là 5 vào nước, cẩn thận thì kiểm tra oxy, bên này 30 đúng không? Bên này 30 này, bên này các em nhìn nhá. 6 4 2 4 2 4 2 5 2 5 với 5 là 30, như vậy là số oxy ở hai vế là bằng nhau. Được chưa? Vậy tổng hệ số cân bằng của chất tham gia phản ứng. Đây. Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia. Chất tham gia thì chỉ có magie và HNO3 thôi. Còn các chất ở đằng sau này là chất sản phẩm đúng không? Đây, đây chính là bên này là chất tham gia. Bên này là chất sản phẩm đúng không? Vậy chất tham gia thì chỉ có 4 cộng 10 là 14, đúng chưa? Đấy, chất tham gia là magie và HNO3. Thế còn chất sản phẩm sẽ bao gồm magie, nitrat, dinitro oxit và nước. Thế còn nếu như đề bài nói là tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng thì sẽ là cộng hết vào 4, 10, 4, 1, 5, đúng không? Ok chưa? Ok chưa các em ơi? Rồi, như vậy là chọn C đúng không? Mạnh dạn chọn 20C, ra trường chọn 20C, ok rồi, nhá. Được chưa? Rồi, như vậy là hôm nay thì chúng ta đã trải qua 20 câu rất là nhẹ nhàng, đúng không? Có nhiều bạn thì bảo cô là em chưa học tí nào về nitơ, về axit nitric. Sau đó là mình nhẹ nhàng làm 20 câu, rồi cô chào Quốc Nam. Như vậy, buổi học ngày hôm nay chúng ta đã giải quyết được xong 20 câu rồi. Và chúng ta sẽ tạm dừng buổi học tại đây nha các em. Bây giờ thì các em có thể đi chuẩn bị bài mới cho ngày mai. Và cô sẽ chúc các em có một giấc ngủ ngon tối nay và ngày mai. Có một buổi học thật là vui vẻ. Và các bạn kiểm tra miệng đạt điểm cao ở trên lớp nha. Cô Huyền xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nha.